Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc phiêu lưu thú vị để khám phá về một loài động vật tuyệt vời, con hươu cao cổ. Con hươu cao cổ không chỉ có hình dáng độc đáo mà còn mang đến những điều kỳ diệu về cuộc sống và sinh tồn. Hươu cao cổ là loài động vật có vú cao nhất thế giới, chỉ riêng đôi chân của chúng đã cao tương đương một người trưởng thành, khoảng 180cm. Mỗi bước đi của hươu cao cổ khi đi bộ có thể dài 4,5m, điều đó có nghĩa là khi đi bộ, tốc độ mà chúng đạt được là khoảng 16 km/h. Khi phi nước đại, một con hươu cao cổ có thể đạt tốc độ 56 km/h. Đi cùng với chiều cao đó là một chiếc cổ dài và cái đầu mạnh mẽ. Cổ của chúng không chỉ giúp chúng tìm được thức ăn ở những nơi cao khó tiếp cận mà còn được sử dụng trong các hoạt động giao tiếp và tìm kiếm đối tác. Khi muốn thể hiện sức mạnh siêu cường, những con hươu cao cổ đực sẽ đập mạnh, chà sát và xoắn cổ vào nhau. Hươu cao cổ cũng là loài động vật sống trên cạn sở hữu trái tim lớn nhất, nặng khoảng 11 kg. Ngay cả loài voi cũng sở hữu trái tim nhỏ hơn hươu cao cổ. Hươu cao cổ thường sinh sống ở đồng cỏ, savan và rừng thưa. Thức ăn chủ yếu của chúng là lá cây keo, mỗi ngày chúng có thể ăn tới 29 kg lá cây. Chiếc lưỡi dài đến 50cm màu tím xanh của hươu cao cổ đặc biệt đa năng và linh hoạt. Chúng sử dụng lưỡi để ngoáy mũi, nắm giữ các vật khác, lấy thức ăn, thậm chí làm sạch tai. Hươu cao cổ chỉ uống nước vài ngày một lần. Trong môi trường khô hạn, chúng có khả năng nhịn khát lên tới gần 2 tuần. Tuy nhiên, trong một lần uống nước, chúng có thể uống từ 30 đến 38 lít nước. Uống nước là một trong những thời điểm nguy hiểm nhất đối với hươu cao cổ do lúc này nó không thể để ý đến những kẻ săn mồi và rất dễ bị tấn công. Hươu cao cổ sử dụng phần lớn thời gian trong cuộc đời trong tư thế đứng, thậm chí chúng ngủ và sinh con trong tư thế này. Những đốm bao phủ trên mình hươu cao cổ giống như vân tay của con người, đó là sự độc bản duy nhất. Trên thế giới không có hai chú hươu cao cổ nào có đốm giống hệt nhau. Hươu cao cổ chỉ ngủ khoảng 10 phút đến 2 giờ một ngày. Chúng thường chỉ ngủ những giấc ngủ ngắn khoảng 2 phút một lần. Hươu cao cổ thường sống theo nhóm, được gọi là đàn. Các đàn có thể bao gồm cả con đực, con cái và con non. Việc sống theo đàn giúp chúng tận dụng sức mạnh tập thể để bảo vệ chống lại kẻ săn mồi. Cuộc sống ở môi trường hoang dã không dễ dàng. Hươu cao cổ phải đối mặt với nhiều thách thức từ việc tìm kiếm thức ăn đến bảo vệ con non khỏi kẻ săn mồi như sư tử và chó săn. Khi tự vệ, cú đá của hươu cao cổ có thể hạ gục một chú sư tử vì chân của hươu cao cổ rất khỏe cùng móng vuốt dày, nhọn, dài tới 30cm. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về con hươu cao cổ, một loài động vật với hình dáng độc đáo và cuộc sống đầy kỳ diệu. Hy vọng rằng cuộc phiêu lưu này đã mang lại cho các em những hiểu biết mới và niềm yêu thích đối với thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.